Dạ em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức à, xin gửi lời chúc sức khỏe thân thương đến Thủ quý vị Thiêm. khán giả trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. À, dạ con chào chú với U77. Dạ, cảm ơn. Dạ con chào cô. À, dạ em xin thưa đến quý vị khán giả thân thương. À, thì những ngày gần đây, cách đây 3 ngày em và Nghĩa có chia sẻ đoạn video về câu chuyện chú với 77 tuổi đăng thông tin là tuyển vợ đấy quý vị cả nhà. Những cái ngày đầu tiên thì sau khi đăng thông tin rất nhiều quý cô đến văn phòng kết nối yêu thương để tìm hiểu chú với. Sau đó là chú với có chia sẻ với em một điều, chú nói là chú đã đến đây tìm vợ rồi thì quý cô đến thì chú nói là chú sẽ trải lòng đón tiếp bằng một cái tâm của mình nhiệt tình, vì chú chia sẻ với em một điều là quý cô không ngại đường xa để đến đây tìm hiểu chú thì không thể nào mà chú không gặp mặt được, chứ không phải là chú gặp mà để mà chú chọn tất cả, chú nói chú chỉ chọn một thôi. Và sau đó chú nói là cái ngày hôm nay là cái ngày chính thức chú sẽ ra mắt một nửa yêu thương của chú là ai, thì em sẽ mời quý cô chú anh chị cùng em lắng nghe chú với chia sẻ. Dạ con mời chú có thể giới thiệu người bạn đời của mình sắp đến đây là ai, chú có thể giới thiệu để gửi đến quý vị khán giả thân thương giùm con ạ. Thì nói tóm lại là bữa lên đến nay là đúng nay là 3 ngày đó. Thì hôm rày thì chưa có tuyên bố trước phát là người nào, nhưng mà bữa nay đó thì tôi xin trả lời với hai cháu là coi như bữa nay là tôi chọn cô bé ở ở quận 12 đó, là làm bạn trăm năm với tôi đó. Thì bây giờ nói chung là xin sau đây cũng xin thông báo cho tất cả được biết đó, là coi như là ngày nay đã hoàn thành đó, thì coi còn chờ làm đám nữa chứ. Bây giờ nói chung là vợ chồng tôi cũng đồng ý, mà con tôi nó cũng đồng ý nữa. Nói chung là con bà này nó cũng đồng ý nữa. Nãy nó điện lên nên nói chuyện thì tôi cũng nghe đó, cho nên bây giờ nói chung bơ quên, mà con cái cũng đồng ý hết trơn đó. Thì bây giờ tụi tôi là coi như là thấy đó là một cái điều hạnh phúc của tôi. Dạ con cảm ơn chú. Dạ con chào cô. Chào các Dạ cô ơi con mời cô á, cô có thể giới thiệu cô từ đâu đến và cô tên gì, năm nay cô mấy mươi để gửi đến quý vị khán giả thân thương giúp con đi cô. cô xin chào cộng đồng mạng, sau đó là chào tất cả anh em trong và ngoài nước. Thì tôi xin giới thiệu, tôi là Quỳnh Thị Bé, đang sống hiện tại ở quận 12, phường Tân Chánh Hiệp. Dạ năm nay là cô được mấy mươi cô à? Năm nay cô được 65 tuổi. Dạ 65 hả cô? Dạ con cảm ơn cô bé quận 12. Dạ thưa cô bé là gì? Sau khi mà con chia sẻ đoạn video đó, mà lúc mà cô gọi điện cho con đó là khoảng 20 phút thôi, cái câu chuyện mà con đăng cái thông tin mà chú với tiễn vợ đó là khoảng 20 phút trở lại thôi là cô gọi cho con, và cô cũng là một cô mà đầu tiên đến là để quay cái đoạn video mà cùng với chú với, là quay đầu tiên luôn, là sau đó mới những cô tiếp theo. Thì khi những cô tiếp theo đến tìm hiểu chú với đó là con vẫn hỏi quay ý kiến chú nữa, chú ơi lúc nãy có một cô quận 12 quay hình với chú rồi, thì bây giờ có những cô mà đã đến đây rồi giờ chú có gặp không để con ra con thông báo. Thì chú với mới nói với con là bà con đã đến đây, bà con người ta mến mình, người ta không ngại đường xá ra soi đến đây. Thì bây giờ chú dù cho chú không có hợp với người đó chú vẫn tiếp, tại vì người ta mến mình phải tôn trọng lại. Thì con trân trọng và con ghi nhớ những cái ý kiến của chú chia sẻ. Dạ cô ơi cô có thể chia sẻ thêm giùm cho con đó là sau khi con chia sẻ đoạn video chỉ trong vòng có 20 phút thôi mà cô xem qua đoạn video, cô lên cô chọn chú với, mà cô sao mà cô xem cái đoạn video đó, trong cái đoạn video đó có những cái gì ấn tượng mà chú để mà cô mến chú với, cô có thể chia sẻ giùm con không? Rồi cô xin chia sẻ cái gì thì trước hết nó là cô nói thành thật mà nói ha, là anh Quế này á, là ảnh trình bày lên là sự thật, ảnh cũng không có nói gì của cải gì để cho cô nghe, nhưng mà cô chỉ nghe ảnh trình bày là hoàn cảnh là sống cô đơn độc thân một mình đó, già cả rồi, có con có cái, có tư gia nở riêng hết rồi, buồn quá, thành ra cô mới lướt, cô thấy là anh này cũng hoàn cảnh giống mình như vậy, thì có thể mình đi ghép nối với anh này đi, mình với ảnh mình nếu có thành
công với nhau á, thà có thành hôn với nhau được á, hai đứa mà sống chung được á, thì nó có tuổi già hữu hủy với nhau, thành ra cô mới lên kết nối đó. Dạ cảm ơn cô. À, dạ cô cho con hỏi là cái này là cô có thể chia sẻ được, tiện thì cô chia sẻ, không chia sẻ thôi thì không vấn đề gì hết cô ha. Rồi. Thì khi mà anh em con làm chương trình đó thì con cũng là muốn là cùng cô cháu mình bày tỏ để khán giả nắm bắt được câu chuyện. Rồi. Cô ngay cái ngày đầu tiên chỉ mới đăng cái đoạn video 20 phút mà cô quyết định là chọn chú với. Sao cô không cần có thêm một cái thời gian để mình tìm hiểu chính xác hơn rồi xem là chú Quế như thế nào, hay là cô cũng như là lớn tuổi rồi cô đã có kinh nghiệm về để là nhìn một cái người đàn ông đó như thế nào để là mình cảm thấy là mình đặt niềm tin như thế nào đó, cô có thể chia sẻ giùm con. À cô xin chia sẻ. Đúng như vậy, tại vì cô nghĩ anh này là cũng lớn tuổi rồi, ảnh cũng đã chững chạc và có một cái suy nghĩ kỹ càng. Đó, với hơn nữa là dân thôn quê cũng là chất phác hiền lành giống như mình vậy đó, cho nên là cô mới chọn ảnh. Dạ. Mà ảnh tâm sự lên những cái gì là cũng thấy ảnh nói thật hết á, mình dạ. Sẽ thấy như vậy. À, dạ con cũng thưa với cô gì, con thưa với cô chú là gì, con và Nghĩa, con tên Phúc, còn em Nghĩa ngồi bên tay phải của con ở đây, là hai anh em con làm cái chương trình kết nối yêu thương á, là chỉ là nhịp cầu nối thôi cô chú, như là khi mà cô chú đến đây bày tỏ về tâm tư nguyện vọng của mình để tìm lại một nửa yêu thương, thì anh em con đăng lên trên cộng đồng, đăng lên thì trong cộng đồng cũng có cô chú anh chị xem qua, cảm thấy là để mà có thông tin tìm hiểu nhau. Còn về mà sâu hơn đó là để mà sau này mà tìm hiểu có hợp với nhau hay không đó, hay là mang cho nhau hạnh phúc nhiều hơn nữa, hay là trong trường hợp nào đó chắc chở như thế nào đó, là cái điều đó là con và Nghĩa, hai anh em con là không có dám đảm bảo điều đó là như thế nào, chỉ là cung cấp cái thông tin. Còn để hạnh phúc hay không và được hạnh phúc hay không hạnh phúc là do hai cô chú quyết định, chứ tụi con không, tụi con ở đây là không có nói cô ơi phải đến với chú liền bây giờ. Lúc nào tụi con thì nếu mà để con, tụi con tư vấn á là tụi con cần phải có thời gian tìm hiểu đó, nên là ví dụ mà cô với chú sau này mà được hạnh phúc thì tụi con mừng, còn ví dụ mà sau này mà không được hạnh phúc hay là như thế nào đó thì cô cũng có đừng có nói là sao mà tụi con không nói là cô khuyên cô là đừng có như thế này thế nọ nha cô nha. Rồi. Con có nói nè, chị bây giờ là cô cũng chưa có về với nhà chú Quế đó, cô mà có về dưới để tìm hiểu, giống như chuyến đi đợt này là cô về nhà chú Quế để là tìm hiểu hay là ở luôn cô? Không có, cô về dưới tìm hiểu cũng như là bàn lại với các con này kia ngày giờ này làm đám rồi vậy đó. Dạ. Trở lên đây là nhờ con chọn ngày để dạ. Nấu làm đám ở trên này cho cô chú mấy bàn. Dạ. À để làm gì, là đợt này là cô về đấy là thăm để, gia đình chú Quế rồi để ra mắt mấy con rồi. Dạ. Tối hôm qua là con có ngồi trò chuyện với chú Quế, lúc đó cô về rồi thì khi mà đang quay hình thì mới gọi cho con chú, thì con chú mới nói là để lên đón tôi chú về, nhưng mà chú Quế nói là thôi đừng có lên, đừng xách ra soi mất công. Là hôm qua con có quay cái đoạn mà lúc mà đang gọi video luôn á, con có quay lại đó. Yeah. Dạ thì con cũng có quay lại đoạn đó luôn. Yeah. Thì, cô có cái là gì chia sẻ để gửi đến quý bà con cộng đồng đấy cô tính nói đó, bây giờ cô cũng xin thành thật mà nói với hai cháu như gì, giờ thưa với cộng đồng mạng, vừa rồi là trước hết là cũng cảm ơn hai cháu, là hai cháu có mở ra một cái chương trình này để ghép nối những cái trái tim cô đơn, là cũng như chú với cô đây, thì để mà sống mà có hạnh phúc để nương dựa về tuổi già về sau là cũng nhờ hai cháu, cháu mở cái kinh này ra. Thứ hai nữa là tôi xin thành thật cảm ơn tất cả anh chị em ở trên cộng đồng mạng vừa rồi cũng có bình luận tốt cho tôi. Tôi rất cảm ơn, tôi hết lòng cảm ơn luôn. Như ban kết nối tình thương ở đây thì vợ chồng tôi bây giờ ngày hôm nay đã thành là sự thật là vợ chồng rồi, thì hôm rồi tôi cũng có nói, tôi nói nếu mà cô nào chấp thuận tôi thì tôi sẽ rước ngay về, thì bây giờ nói chung là rước về rồi là cũng chương trình ở trên này chú định chừng nào mà sắp xếp cái lễ kết hôn với tôi đó, thì chừng đó thì tôi lên để lo cho nó tròn bổ phận, là ngay chỗ là phải có làm lễ kết hôn vậy đó, thì bây giờ nói chung là tôi cũng cảm ơn cái chương trình này chú là làm kết nghĩa cho bao nhiêu người,
mà cũng chẳng có ai mà tốn tiền tốn bạc gì dân mà chú lo tất cả hết. Như vậy cái điều này tôi không biết lấy lời nào mà tôi nói lên cho nó đủ với cái khả năng mấy chú lo cho tôi. Sáng ra chú hỏi ăn cơm chưa, đi ăn cơm bác ơi này nọ, đều chăng bữa nào như nói đấy, chú không có cho tốn. Thì cái điều này là tôi thấy rất là một cái điều quý mến. Thì bây giờ tôi báo chú là tôi về đây là cũng như là ý tôi nói đầu tiên, nước về dưới để coi gia đình rồi cũng phải gỡ lên đây mà làm đám nữa. Thì cái điều đó là ý của tôi như vậy đó chú. Dạ. Thì bây giờ gì đi cho chú mới ha. Trước tiên thì nói chung là bây giờ là cô với chú là quyết định về luôn đó hả? Ừ. À, con tưởng đâu cô ủa gì mà nhanh lẹ dữ vậy cô? Mày nhanh lẹ luôn rồi, ba, đeo quần áo tới luôn. Đeo quần áo tới luôn. À, đeo quần áo tới luôn nghĩa. À, đó, đeo quần áo tới luôn rồi cô. Ngày hôm nay là cô biết chú Quế được mấy ngày? 3 ngày hả con? Ba ngày nhưng mà cái bữa trước cái đầu tiên là cô qua cô ngồi có chừng nửa tiếng cô về rồi. Là tính ra thời gian mà cô gặp chú Quế là chắc là chưa được một ngày đâu, hết là chưa được 24 tiếng nữa. Này được gọi là tình yêu gì ta? Chán bấm hả? Quá nhanh lẹ luôn, mày ăn liền. Đúng. Thì con cũng thưa với cô gì ha, để con chia sẻ luôn để là sau này cái là để cô nắm được cái câu chuyện. Là cô thấy cô nhìn cái độ tuổi của chú Quế là năm nay á, là chú chia sẻ là chú 77 tuổi, thì cô so cái sức khỏe của chú á, hiện tại giờ đó là cô thấy như thanh niên không, trai không cô? Đấy, cô thấy nói chung ra là như thanh niên thì chắc cũng phải như thanh niên rồi, nhưng mà đó, nói về tuổi tác của anh thì cái độ tuổi này mà anh được như gì là tốt rồi. Thấy cô thấy nhìn chú ít men không? Ít men, đẹp già, đẹp lão. Chào hai em. Cũng như là ngày hôm nay là lát nữa, chút xíu nữa là cô với chú Quế đi về quê. Về quê của chú Quế, nhà chú Quế á. Dạ. Thì nói chung ra là cô cũng lớn tuổi rồi. Thì cái tình cảm mà yêu chú Quế là tự cô quyết định, cô định đoạt cho cô đó. Là tại vì cô xác nhận là như anh Quế cũng thật thà đó. Thì bây giờ cô về cô sống với anh Quế từ đây đó, 1/4 cuộc đời trở lại đây. Thì coi như giàu cũng an, ngoài nghèo cũng chịu đó chứ. Sống với nhà lá, nhà gách, nhà tranh gì cũng được. Vợ chồng già hôi hút với nhau đến hết quãng đời còn lại. Cô hứa với cộng đồng mạng và tất cả hai em, một lần nữa cô xin chân thành rất biết ơn hai em là đã kết nối cho chú với cô. Thứ hai nữa là nhờ ơn cộng đồng mạng là bình luận những cái câu tốt đẹp cho cô. Cô rất cảm ơn tất cả anh chị em ở trên cộng đồng mạng. À, vừa qua là cô có chia sẻ là cô nói là dù cho về dưới quê chú Quế mà có ở cái nhà tranh vách lá có là như thế nào đó là cô cũng chấp nhận luôn. Chấp nhận luôn. Ví dụ con đặt một câu giả thiết nha cô nha. Bây giờ chưa về nè, đôi khi con đổi ý định được ha. À. Bây giờ ví dụ về dưới mà chú Quế giờ chú lớn tuổi rồi. Rồi chú không còn làm ra để chi phí hàng ngày, con đặt một câu đó nha. Yeah. Chứ con phải là con không dám, tại con chưa về quê chú, con không dám nói là chú già hay nghèo, con không dám nói mà con đặt một câu giả thiết. Yeah. Thì giống như giờ về dưới mà chú không còn làm ra kinh tế hàng ngày để là lo cho bản thân chú và cô. Rồi gặp cái khó khăn trắc trở về việc ăn uống hàng ngày thì cô có thương chú không? Thương. Tại vì cô nói con nghe nè, cái tuổi đã già rồi. Thì cô nói con bây giờ là cũng còn 1/4 trở lại thôi là đã hết cuộc đời rồi. Thì bây giờ mình đã chấp nhận đi cái quãng đời này thì mình phải dù cho khổ khắc hay thế nào là mình cũng phải thương yêu lẫn nhau. Mai ra chú Quế có bệnh hoạn á thì có cô, mà cô có bệnh hoạn thì cô nhờ chú Quế hoặc là gia đình con cái của chú Quế là mình sống mà cho nó đàng hoàng thì con cháu nó cũng thương mình, con cái nó cũng thương mình. Là cô hứa là cô có sống đàng hoàng tốt với gia đình anh Quế. Dù cho có khổ như nghèo, nghèo ăn nghèo. Ví dụ như đi, anh Quế có bệnh hoạn thì còn có cô chăm sóc. Cô có bệnh hoạn? Cô có bệnh hoạn thì cũng có anh Quế đây. Đó, hứa với nhau. Sao mà mới có 3 ngàn mà tình yêu mãnh liệt dữ vậy cô? Mà em về dưới là anh có thương em thật lòng không? Trời đất ơi trời. Nửa đường anh đừng có bỏ, anh đuổi xô em nha. Mà đâu phải chuyện dễ đâu à. Phải không? Dạ.
Dạ sao chú chia sẻ lại giùm con ạ? Bởi vì tôi nói hứa với em đó là em về sống nhanh đó, thì em thấy cả trăm người, nhưng mà anh chọn chỉ có mình em thì em thấy là một đối với 100. Dạ có chuyện đó, có tại con ghi hình có. Thì có gan lắm. Gì nè, thì rất có nhiều cô lại, nhưng mà con thưa với cô là ngày hôm qua ngày hôm nay là vẫn còn những cô lại nữa. Con lại đến cổng rồi, con mới vô nói chú mới nói con là bây giờ ra trò chuyện với cô và cảm ơn với cô, và chú nói là em thấy đâu đó là hạnh diện. Bây giờ chú nói cảm ơn thôi, là chú thông báo với cô là thôi giờ chú đã chọn được người thương rồi. Là hôm qua chú ngồi mấy cô kia chú nói vậy luôn đó, chú nói chú chọn được người thương ở quận 12 rồi. Cô đó 65 tuổi chuẩn bị về quê đó, nên là chú nói là thôi bây giờ chú yếu ở lại đám cưới thôi chứ không có chọn nữa. Nhưng mà cô là cô đến đầu tiên luôn, đầu và tiên chú, là chú cũng chọn cô đã đầu tiên luôn. Dạ cái gì hả chú, cái gì cũng đầu đầu hết ha. Dạ cô chú trò chuyện đi, cô chú trò không chuyện không có gì không, tôi nói chuyện hoài mà nói chuyện nhiều. Dạ bạn chú làm nhiệm vụ với chú xong rồi thằng này thì tôi dạ giờ về luôn hả về chú? Về chứ hay không... là để sáng ngày mai về không được. Dạ về mấy con à, thì thôi bây giờ về ha cô chú ha. À thì bây giờ cô chú về quê thì con với Nghĩa là sáng giờ đám cưới của chú Nghĩa cũng bận quá. À, cũng không có chuẩn bị được những cái phần quà để chú mang về quê, thì hai đứa con định là mời cô chú đi ra đi cùng với hai con đi ra ngoài mua ít quà để con gửi về quê, mình làm quà về quê hay cô chú ha. Con định mời hai cô chú đi cùng bây giờ luôn nè. Dạ dạ được, vậy là con nhờ chú đưa ra ngoài rồi gọi xe cho tôi đi. Dạ dạ anh tí con đưa, con đưa ra bến xe. Dạ dạ anh tí con đưa ra ngoài đó. Bây giờ cô cũng có đâu lời như gì, mình với hai cháu mà có cái lòng thương yêu quý mến cô chú vậy, có cái tâm mà thương cô chú vậy, rồi làm quà cáp đồ tặng, thì nói chung giờ là cô quý cô cảm ơn hai cháu, rất là cảm ơn, sau đó cũng là biết ơn hai cháu đó. Rồi lâu lâu cái hai chú với cô đi lên trên này cái là đi thăm hai cháu. Dạ mình tình thương mến thương mà con, mình sống mình không biết nhau xong là biết rồi, là cô sự thật là cô rất là quý hai cháu mà tôn trọng hai cháu luôn, bởi vì con mở cái kinh này rất là rộng rãi mà rất là thân mật luôn, sự thật mà cô nói luôn á, dễ thương lắm. Cô coi không biết bao nhiêu kinh mà cô chỉ cái bỏ qua bên, cô cứ coi kinh của Phúc Nghĩa. Dạ, cho nên coi cái kinh Phúc Nghĩa bà mới gặp anh này. Dạ cảm ơn cô. À dạ cô cho con hỏi một câu ha. Tại vì con thấy cô với chú tìm hiểu nhau có thời gian mới 3 ngày, lẹ quá, quá lẹ. Nói chung được hạnh phúc thì tụi con mừng lắm, thật sự. Cô nói nha, tuổi già rồi, dạ. Mình phải có cái sự quyết định chín chắn cho cuộc đời mình, không phải là con nít nữa. Nếu dạ. mà quyết định rồi là mình phải thực hành theo cái quyết định của mình. Dạ. Mình phải giữ cái lời hứa giữa hai đứa tuổi già với nhau, hứa với nhau, sống dạ. trọn đời trọn kiếp. Dạ cô cho con hỏi á cô, là có ai, có ví dụ là có bạn bè cô hay là người thân của cô hay là có ai đó là nói cô á, cũng như là nói cô là phải là chọn chú hay không, hay là gì không, hay là tự cô quyết định cô? Không có con, không có ai nói, cả hai đứa con cô không có nói gì với cô tự là cô định nên luôn. Chọn chú đi thì kia không có, tự cô quyết định. Tự cô quyết định thôi. Dạ tự cô quyết định chọn chú nha, mà chú cũng tự quyết định chọn cô thôi chứ dạ. không ai ép hết. Dạ à, nếu như con đặt một câu giả thiết này ha, con đây là con đặt một câu giả thiết thôi nha. Ví dụ bây giờ con khuyên cô, con nói ơi cô ơi bây giờ chú lớn tuổi rồi, đây là con đặt câu giả thiết nha chú nha. Rồi con cứ nói đi. Chú lớn tuổi rồi thì cô còn trẻ hơn chú rồi, với phần là cô mới có biết chú 3 ngày, cô đâu có hiểu hết về chú đâu. Hay là cô để tìm hiểu thêm chừng khoảng vài tháng nữa đi cho chắc ăn đi, biết chú như thế nào mình hả đến đó cô. Không, tìm hiểu lâu rồi người khác lên hình ảnh chấm cô đó làm sao. Điều thứ nhất, rồi thứ hai nữa là già rồi bây giờ tìm hiểu chi nó lâu con. Rồi một hai con nói qua là mình đã biết người ra sao rồi. Không sao đâu, con đừng lo. Rồi lỡ cô tìm hiểu nhanh lẹ vậy rồi lỡ rồi cô với là chú. Rồi chú ví dụ là không mang được hạnh phúc cho cô rồi sao? Có mang không anh? Hay lắm. Chú hứa rồi, con an tâm. Rồi. Mà có bây giờ cô nói rồi, đắng cay cũng chịu mà mặn nồng cũng phải mang thôi. Sao rồi trả lời với chú. Tuổi già rồi. Yêu cầu là sống mà anh đừng gia trưởng nè, anh biết thương yêu em nè, cái gì từ từ nói nè, đừng nạt nộ chửi bới là tốt rồi. Ví dụ như anh nói nè,
em ơi bữa nay mình ăn cái gì cái gì đó, thì em đi làm nấu cho anh ăn. Hay là em ơi em nấu món này hơi mặn, em ơi em nấu lạc lại chút nha. Đó, ok đó, đừng có mắc mực dĩa rồi nặng nhẹ là cô buồn lắm á. Yêu cầu anh về đối xử với em bao nhiêu là tốt rồi, còn đi đâu vợ chồng cùng đi, đi đám thì tiệc đi tùng ở đâu vợ chồng cùng đi với nhau, tuổi già rồi hú hỉ với nhau là vậy đó. Tuổi già rồi hô đi cái dục đi, bỏ ông lão nhà ông buồn sao, hay là muốn đi đâu cũng phải có điều kiện mình đi rõ ràng già rồi. Dạ à, cô cho hỏi là bữa nay là cô biết cho chú với được 3 hôm rồi thì có bao giờ là chú với la cô chưa? Chưa, không có dám la đâu. Rồi chú có tặng nụ hôn nào chưa? Có. Trời đất ơi, lúc nào hay vậy? Ngày qua ở trong phòng trao quá chị, cô vô cô ngồi về hai ơi, người tâm sự đó, trao đổi ý kiến với nhau đó. Nói rồi hả? Không, cô nói thiệt à, không có dốc đâu. Cô hôn chú trước là chú hôn cô chưa? Chú hôn trước. Út quá. Không hôn, không hôn, hôn nè. Nè. Thôi. Không đi, không đi. Chưa. À, hương thơm không? Trời đất ơi. Không quá trời. Không có ra chứ không phải là có mình mà dạ, thiên nhiên ha chú ha. Thiên nhiên. Dạ. À, thôi video đến đây cô chú có gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú để con xin phép kết thúc video ạ. À Phan, để cho cô nói lần nữa là trước khi tạm dừng cái video này thì trước hết là cô cũng xin chúc sức khỏe cho hai cháu. Dạ. Để cho hai cháu có sự bình an để mà mở kinh ra rộng rãi cho cô bác anh chị em. Đó. Sau nữa là cô xin chúc cho các anh chị em đồng cộng đồng mạng trong và ngoài nước được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Dạ. Là ma làm ăn may mắn. Dạ, một lần nữa con cũng xin kính chúc sức khỏe cô chú và gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà con cộng đồng trong ngoài nước, lời chúc thân thương gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và trong quá trình chia sẻ video có những gì sẽ sức cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment góp ý anh em sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn. Cô chú anh chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương vui lòng liên lạc số điện thoại trên màn hình hoặc đến địa chỉ Quốc lộ 1A, chợ Đầu Mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, anh em sẽ hỗ trợ về Kết Nối Yêu Thương hoàn toàn miễn phí. Dạ xin chào, hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo ạ.